Kính thưa quý vị, sau hơn 1/2 thế kỷ xe duyên cùng quan họ 1969-2023, tôi đã nghiên cứu sưu tầm được hàng trăm bài dân ca quan họ và những cái hay, cái đẹp trong tục chơi của người quan họ Kinh Bắc, Bắc Ninh, đã đưa quan họ đến với công chúng khán giả hai miền Nam Bắc và nhiều nước trên thế giới, nhiều trường đại học ở Hà Nội, ở Sài Gòn bằng những bài thuyết trình về văn hóa quan họ. Gần đây, những người học trò yêu quý của tôi đã giúp tôi đưa những cái chương trình của mình trong vòng hơn 50 năm qua đưa lên sóng. Có rất nhiều người khen tôi bằng những cái lời rất là ấm lòng. Cũng có rất nhiều những câu hỏi thắc mắc họ còn chưa rõ lắm, bởi vì trong thời lượng của những cái chương trình đó tôi chỉ nói được một phần, cho nên là họ chưa hiểu hết và họ hỏi. Từ hôm nay tôi đã làm một cái chuyên mục, tức là chuyên môn trả lời những cái câu hỏi của những bạn xa gần yêu mến quan họ gửi về cho tôi. Và những cái gì mà tôi chưa biết thì tôi sẽ khất, tôi tra sách, tôi tìm hiểu thêm. Còn những cái gì mà tôi biết được thì tôi sẵn lòng chia sẻ với các bạn, để cho những hiểu biết của mình được lan tỏa, được tăng thêm xeo cấp số nhân cho mọi người cùng hiểu giống như mình. Và khi hiểu rồi thì họ sẽ yêu quan họ. Khi yêu quan họ rồi, họ sẽ chung tay quảng bá và giữ gìn. Ngày xưa quan họ trao tôi, giờ xin san sẻ mọi người gần xa, cũng coi như một chút quà, tặng cho tặng mới là tri âm. Bạn có tên là Tú Nguyễn. Bạn có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là có người nói rằng Bắc Giang không phải là đất Kinh Bắc xưa. Đấy là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai thì băn khoăn về tỉnh Bắc Sông Cầu. Trong cái số này thì tôi sẽ làm rõ cái câu hỏi thứ nhất. Người Bắc Ninh nói người Bắc Giang không phải là đất Kinh Bắc. Thì ở đây một là cái người nói đó do cái nhầm lẫn, hoặc là có những cái hiểu biết còn chưa đủ. Thế thì tôi trả lời luôn để bạn yên tâm là Bắc Giang hiện nay hoặc là Bắc Ninh hiện nay, tất cả Nam Bắc Sông Cầu ngày xưa đều nằm trong trấn Kinh Bắc. Trấn Kinh Bắc nó kéo dài từ là Nam Lạng Sơn xuống đến là chỗ Gia Lâm, đấy là chiều Bắc Nam. Còn chiều ngang đó thì nó còn có một phần của Hưng Yên, có một phần nữa là của Hà Nội. Bây giờ là vùng một cái huyện giáp Từ Sơn là Đông Anh, là có một số cái địa bàn trước đây cũng nằm trong cái đất Kinh Bắc. Trấn Kinh Bắc có từ năm 1460 do Lê Thánh Tông đặt ra. Thế và mãi cho đến năm 1822 đó thì triều Nguyễn mới đổi là Trấn Bắc Ninh. Vậy là cái tên Kinh Bắc đã kéo dài 362 năm. Đến năm 1831 thì Minh Mạng mới đổi lại, đó là tỉnh Bắc Ninh. Và cái thời điểm này thì tất cả các cái vùng quê đều gọi là tỉnh, ngay cả thành phố Hà Nội thì tư tỉnh cũng ra đời. Cho nên trong bài thơ của Nguyễn Bính, hôm qua em lên tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Có lẽ cũng ra đời sau những cái thời kỳ năm 1831 thì cái tên tỉnh nó phổ biến là tỉnh, huyện rồi thì là xã. Dù là tỉnh Bắc Ninh hay là trấn Bắc Ninh hay là trấn Kinh Bắc thì cả hai miền Nam Bắc Sông Cầu đều thuộc vào những cái địa danh này. Có một điều đặc biệt ấy, là hiện nay đó ở Bắc Ninh người ta vẫn nói là Bắc Ninh Kinh Bắc. Nói đến Bắc Ninh rồi nhưng vẫn nhắc đến từ Kinh Bắc, bởi vì cái trấn Kinh Bắc năm xưa đó thì đó cái vùng quê của chúng ta, vùng quê của trấn Kinh Bắc cũ của Bắc Ninh đó, là có rất nhiều những danh nhân nổi tiếng. Đây là những cái người ấy, là tài giỏi của quê hương. Ví dụ như là vào thời Lê Thánh Tông đó thì có một cái tao đàm nhị thập bát tú, có 28 ngôi sao sáng về văn học Việt Nam, trong đó Lê Thánh Tông là tao đoàn nguyên sĩ. Thì trong đó người ta nói rằng có tới một nửa số đó đó là người thuộc trấn Kinh Bắc xưa. Thậm chí hai phó tao đàn nguyên sĩ là thân nhân chung là Đỗ Nhuận cũng đều là người trấn Kinh Bắc cả.
ở nơi đây vào những thời kỳ đó là một giỏ ông đồ, một bộ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, vân vân. Cho nên ngày nay đó, dù là nói là quê hương Bắc Ninh, nhưng bao giờ Bắc Ninh cũng gắn liền với cái tên trấn Kinh Bắc năm xưa. Thế thì tôi nói để cho bạn rõ là cái tỉnh Bắc Ninh năm 1822 đến năm 1895 đó thì nó cũng trùng khớp với cái địa bàn của trấn Kinh Bắc. Vì thế cho nên cái tên Bắc Ninh năm đó, đó thì ngay cả tỉnh Bắc Giang hiện nay đó cũng nằm trong tỉnh Bắc Ninh của thời kỳ này. Tôi nhắc lại, đó là thời kỳ từ 1822 triều Nguyễn cho đến năm là 1895, khi mà triều đình phong kiến thuộc Pháp thì vẫn còn là Bắc Ninh vẫn là nằm trong cái tổng thể của trấn Kinh Bắc. Rồi mãi đến năm 1895, ở đây có một cái thời điểm mà chúng ta dễ nhớ, đó là Hồ Chí Minh sinh vào năm 1890. Vậy là khi Bác Hồ của chúng ta 5 tuổi thì người Pháp đã chia cái tỉnh Bắc Ninh cũ đó, tỉnh Bắc Ninh lớn đó ra làm hai phần, và Bắc Sông Cầu thì người ta gọi là Bắc Giang, Nam Sông Cầu gọi là Bắc Ninh, và Bắc Ninh Bắc Giang thời kỳ nhỏ đó thì bắt đầu từ năm 1895. Bắc Ninh Kinh Bắc, chiếc nôi của người Việt cổ, chiếc nôi ngàn câu quan họ nằm kề kinh đô. Tỉnh Bắc Ninh Bắc Giang đó, chia tách do người Pháp vào năm 1895 thì là mãi đến năm khoảng năm 63, tức là 1963 gì đó, thì đó là chúng ta lại ghép hai cái tỉnh này vào, nhưng không để lại cái tên Bắc Ninh năm xưa nữa mà lại đổi tên đó là tỉnh Hà Bắc. Vì thế cho nên Hà Bắc, trấn Kinh Bắc hay là tỉnh Bắc Ninh năm 1822 đến 1895 thì đều nằm trong tất cả cái vùng đất của Nam Lạng Sơn và Bắc của Hà Nội. Đây là một cái tỉnh cũng rất là lớn. Vì thế cho nên Bắc Giang hay Bắc Ninh thì chúng ta nên nhớ là đã có rất rất nhiều những năm trong lịch sử chúng ta vẫn là một. Vì thế cho nên không có cái chuyện chia tách. Những cái năm tháng chia tách đó cũng không dài lắm trong lịch sử. Nếu tính tổng số ra thì nó cũng chiếm một tỷ lệ nho nhỏ thôi. Vì thế cho nên tôi muốn nói với bạn rằng là cái tỉnh là Bắc Giang ấy, năm xưa vẫn nằm trọn vẹn trong lòng của trấn Kinh Bắc. Để nói cho bạn Tú Nguyễn và các cái bạn có cái ý tìm hiểu rõ hơn thì tôi có thể nói thế này để chứng minh cho đó là tỉnh trấn Kinh Bắc và tỉnh Bắc Ninh trước đây đó là nó là từ Nam Lạng Sơn đến Bắc Hà Nội. Toàn bộ cái huyện Gia Lâm ngày xưa đó thì là cũng thuộc về cái tỉnh Bắc Ninh, thế rồi một phần của huyện Đông Anh nữa. Nói về Gia Lâm thuộc về Bắc Ninh nữa thì chúng ta biết đó, ngày xưa cái hội gióng của làng Phú Đồng đó ngày xưa cũng là thuộc của hội của Bắc Ninh. Ngày xưa Bắc Ninh chúng ta có hai hội lớn, hội thứ nhất đó là hội võ, hội Phù Đồng, hội gióng, hội thứ hai là hội văn, đó là hội Lim ở vùng đó là Tiên Du hiện nay. Thế thì hội văn và hội võ là hai cái hội song hành của đất Bắc Ninh, và người Bắc Ninh luôn tự hào về hai cái hội này. Những trấn Kinh Bắc cũng luôn tự hào về hai cái hội lớn này. Thế nhưng mà đến năm 1963 gì đó thì là chia tách ra, và sau đó đó thì cái một phần đất đó ở Gia Lâm, ở Tiên Du đó là thuộc về Hà Nội. Nhưng mà ngày nay đó thì là quê ngoại tôi có hai cái quê, một là Phú Đồng, hai là Chi Phương. Thế mà mỗi khi tôi về Phú Đồng ăn cỗ đó thì là những ông bác tôi khi khấn vái đó thì vẫn luôn luôn nói rằng là Phú Đồng xã, là Tiên Du huyện, rồi Bắc Ninh tỉnh. Cho nên cái tên xa xưa vẫn luôn hiển hiện trong cái cuộc sống hôm nay. Để chứng minh đó là hội gióng thuộc về Bắc Ninh, thậm chí là chúng tôi còn biết là hội gióng ngày xưa đó có rất nhiều những cái bọn quan họ kéo nhau về hội gióng rất là đông, họ ca hát suốt cả mấy ngày hội. Trong cái bài quan họ nói về hội gióng còn có một cái lời ca là áo mớ bảy mớ ba bay ra như bướm bướm. Thế rồi thì ông tổng cờ quỳ xuống phất ba ván liền, thiên hạ đồn khen ông tổng cờ khéo a khéo lắm. Bướm bướm
Tất cả những cái thứ đó để chứng minh rằng toàn bộ cái vùng hội gióng xưa đó là thuộc trọn vẹn nằm trong cái đất của tỉnh Bắc Ninh cũ. Đấy nó nói về vùng là cuối Tiên Du rồi huyện Gia Lâm. Thế còn nói về một phần đất của Đông Anh xưa cũng thuộc về Bắc Ninh đó, thì tôi xin dẫn chứng là vào ngày 22 tháng 8 năm 2013, chúng tôi có một cái vinh dự được nói chuyện, biểu diễn giới thiệu quan họ cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân Tổng Bí thư về làm việc và thăm Bắc Ninh. Thế thì sau khi xem xong chương trình đấy, thì Tổng Bí thư có nói chuyện với chúng tôi, tâm sự với chúng tôi rất nhiều. Tổng Bí thư cũng có nói rằng ngày xưa quê tôi đó là thuộc đất Bắc Ninh. Hồi bé là tôi cũng rất thích đi xem quan họ. Cho nên hôm nay được các nghệ sĩ biểu diễn giới thiệu một chương trình thì tôi lại càng nhớ về ngày xưa, nhớ về quê hương, nhớ về cội nguồn. Và Tổng Bí thư có khen một cái câu là nhạc hay, lời đẹp, ý tứ sâu xa, người hát đã hay, người dẫn chuyện càng hay. Toàn bộ cái lời nhận xét, lời khen của Tổng Bí thư được in trong tạp chí Bắc Ninh số 4, 2015. Thế thì điều đó tôi cũng chỉ muốn nói rằng là mọi người đều biết là một phần của huyện Đông Anh xưa là thuộc về đất Bắc Ninh và bây giờ thì thuộc về Hà Nội. Đừng quên thâm nghiêm những ngôi chùa cổ ngàn năm còn đó. Nói tóm lại, sau khi mở rộng một số những cái thông tin để bạn Tú Nguyễn và mọi người cùng nắm được, thì một lần nữa tôi có thể kết luận để bạn yên tâm là đất Bắc Giang, theo những gì tôi biết thì nó là luôn luôn thuộc về trấn Kinh Bắc năm xưa, thậm chí nó còn thuộc về tỉnh Bắc Ninh của giai đoạn 1822-1895. Vì thế cho nên ấy, nếu có ai nói rằng Bắc Giang không phải là Kinh Bắc thì bạn cứ yên tâm, đấy là họ nói nhầm. Như trong mơ, như trong mơ.